Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món bún ta chay mọi người. Bún ta chay với khô cá đường xéo mọi người, với củ cải đỏ với đậu que mọi người. Đậu kỳ mọi người. Với bông thiên lý mọi người, bông thiên lý nấu với đậu chay mọi người, khô cá đường chay mọi người. Với cải xoăn bóc chua ngọt mọi người. Nước chấm có nước mắm mặn mà với mắm chanh tỏi ớt người, nước tương người, nước tương chanh ớt, chấm miệng có chuối người, chuối chín người, chuối lá xìm, chuối sứ chín người, với dưa hấu người, watermelon người, melon water người, nó uống có trà đá người, trà cổ nhĩ người. Đây mọi người, bún tai chai mọi người, bún tai chai có tàu hủ kỳ, đậu kỳ người, với khô cả đường xéo mọi người, với củ cải đỏ đậu que mọi người. Cải xoăn bóng chua ngọt mọi người, dưa hấu mọi người, watermelon mọi người, melon water mọi người. Canh bông thiên lý mọi người, bông thiên lý nấu với khô cả đường xẻ mọi người, khô cả đường xẻ chai, chuối mọi người, chuối chín mọi người, chuối lá xiêm, chuối sứ chín mọi người, chuối xiêm, chuối sứ, trà đá mọi người, trà phổ nhĩ mọi người. Nước tương mọi người, tương chanh ớt mọi người. Mắm mặn người, mắm chanh tỏi ớt mọi người. Mắm mặn người, mắm ớt người. Chén không người, không xương người. Từ chén mì xương. Muỗng người. Đũa người. Rồi sau lèn rồi, chiếc ngang chiếc dài. Này thời tiết nó đỡ rồi, bớt hơn mấy bữa trước rồi, đỡ nóng rồi, nó khỏi máu gió không được, không cầm đồ ăn ngồi. Mời mọi người ăn cơm, cơm rồi, ăn cơm chúng ta. Này có mình mấy cái tàu ok là cái nó ướp nó mặn lắm mọi người, cho nên cũng vừa ăn nhờ tại ăn chỗ quen muộn mắm mọi người, chọn cho nó ấy nữa chứ cái này ăn cảm giác cũng vừa ăn chúng ta thì nhiều khi nó đạt xíu rồi. Đúng là chúng ta có miếng mắm ăn ngon hơn rồi, thơm hơn, cũng dám chan ít mà cũng dám chan nhiều sao nó mặn mà. Có đậu phộng thơm thơm không ạ? Ăn riêng cây thả bấu chua chua ngon rồi, kiểu giống như ăn với dưa chua mà tự ăn ngán ngán nó chìm miếng vô mà. Đó anh cha làm chúng mà kêu làm nguyên tô cũng tan anh ta chờ.
để cho thần tài mà. Này này uống dầu luôn à. Có lẽ là bớt uống dầu cho nên thấy không nóng mình hay sao mà. Nó uống dầu hay gan mà. Này luôn như tại trời thời tiết nó nóng rồi. Nói chung tối hơi căng một xíu nhưng mà uống uống dụ giờ mới cảm giác nó ngon rồi. Nhưng mà kiểu gì em vậy người, kiểu mà cầm lên được buông xuống được mà kiểu á. Biết nó uống nó ngon được mà. Cái này phải mất ăn bị gì đúng rồi. Để uống với cơm. Bữa nào không có dầu nghe ăn cơm cũng ngon. Mà không có dầu có dùng tay mà. Kiểu vậy. Giờ cái con dầu thấy ngon mấy ấy mà. Trời đó không là không bao giờ là nghĩ tới dầu bia luôn rồi. Dạ mà vẫn nhớ cái cảm giác kiểu mà nó sẽ xoay phê phê đúng rồi. Kiểu vậy mà. Vì cái đó đó mọi người. Nó mới ghiền đúng không? Chúng ta đúng ngon rồi. Kiểu mà trộn nó vừa phải nữa, nó dai dai mềm mềm đúng không? Ăn ngon. Này ăn theo kiểu ăn nhiều chan nhiều mà. Giống như ăn bún nước mà. Để chan nhiều quá mất công nó mặn. Ăn nhiều chan mắm nha. Sao da mềm mà sao nó có để đậu phộng vô ăn đúng thơm mà thơm thơm đúng không. Cái mắm màng này nó cũng không ấy lắm luôn rồi không mà làm theo kiểu hơi ngọt ngọt xíu mà. Ngon rồi, ngon.
Dưa hấu ăn cũng được luôn. Tính giờ Việt Nam món ăn cũng đa dạng, đủ món, món nước, món khô, với món bún này kia cũng đủ hết. Mà nói chung là món nào lắm nấu cũng phải hầm chung với rau củ quả, mà kiểu giống như cân bằng luôn mà. Chứ khi nào ăn không đúng không? Nếu như món đó là phải, nếu cũng ấy cũng phải ăn kèm với dao, với giác này kia, với dưa leo hay này kia, dầu xanh mới nấu canh. Nói chung lúc nào mới kèm rau củ quả thêm. Ít khi nào nấu không. Cùng cái mà. Chà thơm cũng được rồi. Nhỏ thì một kiểu ăn mà rau củ quả cảm giác không có vị gì chân. Còn giờ thì khác rồi. Giờ ăn mà thiếu rồi kia cái cảm giác nó hơi ngán xíu mà. Nên là giờ ăn thì giống như kiểu cân bằng, ăn đầy đủ hơn đó mà. Rồi. Bún ta ngon rồi, cái bún ta kiểu trộn luôn rồi, kiểu lột á, trộn lột nó, rồi trộn nó kiểu nó dày dày mềm mềm rồi, kiểu vừa ăn luôn rồi, ăn đúng ngon rồi. Cái ăn kèm với tàu hủ kỳ, đậu hủ kỳ là như tàu hủ kỳ luôn rồi, tàu hủ kỳ của cây đỏ với đậu que luôn rồi, có miếng đậu phộng rồi thơm thơm. Không thì để có ít lâu quế mọi người để vô ăn cũng được rồi, cũng thơm. Nhờ lại bún ta cũng dễ ăn rồi, mềm dễ ăn. Rồi, tôi thích bún ta xào, bún ta xào, bún ta nước cũng được rồi. Đó thì khái em muốn xào hơn. Còn cải xà bấu thì ăn đúng giờ ngon rồi. Tôi khoái kiểu chua chua, đồ ngọt ngọt rồi. Chín này nặng chanh rồi, không để giấm rồi. Giấm đợt này nó không bị chua, nó không chua, ăn không đã rồi. Kiểu kiểu nó lá lớ lợ mà ăn nó không mát. Này nặng chanh vô ăn chua chua ngọt ngọt dần dần cũng ngon. Cái bông thiên lý này lâu lâu qua cũng mới ăn rồi, nhưng cảm giác mà đó người ta đám nó có mà giờ ăn thấy nó không quen mùi lắm rồi, không quen vị lắm rồi, ăn thấy cũng được mà. Nhưng mà không tới nổi rồi, nhưng mà do lâu lâu mới ăn cảm giác không quen lắm rồi. Cái dưa hấu ăn được mà như vậy nó ngọt nhẹ được, chuối vừa ăn rồi nha. Trà thì trà cũng nhảy mà, thì cái gì nó uống là vậy mà. Có mua mấy cái vỏ quýt mà, mấy vỏ quýt để trên mạng cũng có, nhưng mà mình mua này cho lẹ mà nhưng chưa có chăm thử mà. Giống như kiểu mà con nhảy quýt mà kiểu thấy người ta chăm á, giờ con không nhảy mà kiếm mấy cái vỏ quýt kêu bằng chằm bì mà thảy vô nó là được mà. Uống thử coi sao mà. Nếu mà ngon thì mua ái rồi, còn không thì cứ để phun nhảy uống không cũng được rồi. Do cái này nó có vị hậu vị này kia nó không ấy lắm rồi. Cái mạng người ta có bán phun nhiều quýt hơn rồi, cũng ấy đó. Rồi, muốn màng lạc thì chan mắm thêm mọi người, hoặc là muốn chan tương cũng có luôn mọi người, muốn chan gì chan. Rồi, đây khu gì mọi người. Ngon rồi, chúng ta ngon. Chúng ta chơi ngon. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và cũng đêm thật là vui vẻ, thì sẽ được phúc nhờ. Bye mọi người.